kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả mô hình trang trại chăn nuôi lợn Việt Gáp của gia đình ông Thái, thôn Tam Á, xã Sa Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Mô hình nuôi ba ba ở xã Sao An, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định tăng thu nhập cho người nông dân. Lan tỏa phong trào khuyến học khuyến tài ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhiều biện pháp giảm thiểu số người nghiện ma túy. Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đồng loạt xa quân dọn vệ sinh môi trường. Thưa quý vị và các bạn, cung ứng ra thị trường những nông sản hàng hóa trái vụ, ký hợp đồng tiêu thụ với các công ty doanh nghiệp. Giá trị thu nhập trên 1 hecta canh tác đạt 350 triệu đồng một năm, là những kết quả của mô hình sản xuất 4 vụ ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Thực hiện mô hình này, nhiều nông dân đã ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thực hiện nghị quyết số 05 ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, nghị quyết số 37 ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Yên Mô đã triển khai mô hình canh tác 4 vụ một năm thông qua liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, đồng thời vận động nông dân xây dựng nhà lưới, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, che phủ ni lông vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm trái vụ an toàn cho giá trị kinh tế cao. Sau 2 năm thực hiện, toàn huyện hiện có gần 35 ha sản xuất 4 vụ trên 1 năm, tập trung chủ yếu ở các xã Yên Thái, Yên Mạc, Yên Phong, Yên Tử, Yên Lâm và Mai Sơn qua sản xuất cho thấy, sản xuất 4 vụ 1 năm là mô hình canh tác tiên tiến, khoa học, phù hợp với thực tế địa phương. Các cây trồng sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất giá trị cao, bình quân thu nhập trên 1 hectare đất canh tác, tăng gấp 3 lần so với phương thức truyền thống, là cơ sở thực tiễn để nhân rộng những năm tới. Vươn lên làm giàu từ mô hình trồng cây có múi, đến nay vườn cây ăn quả cây giống của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Tân, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên là mô hình tiền hình tại địa phương đem lại thu nhập cao cho gia đình. Hiện gia đình chị Thúy trồng 45 mẫu cây giống và cây ăn quả, trong đó có 20 mẫu cây giống là các loại cây cam đường canh bưởi diễn, bưởi da xanh và 25 mẫu cây ăn quả như cam vinh, cam đường canh bưởi. Trong đó huyện Quai Châu gia đình chị trồng là 25 mẫu, còn lại là diện tích được gia đình trồng ở tỉnh Hà Nam. Với 20 năm kinh nghiệm trồng cây có múi, chị cho biết, mặc dù cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu tại địa phương song nếu không chú ý các biện pháp chăm sóc phù hợp, các loại cây này rất dễ bị mắc bệnh. Trong quá trình chăm sóc, chị chú ý từ các khâu cung cấp nước tưới, bón phân, phun phòng theo từng giai đoạn cho từng loại cây trồng. Do vậy, vườn cây giống cũng như cây ăn quả của gia đình chị luôn có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nên được thị trường ưa chuộng. Ước tính năm nay gia đình chị xuất bán ra thị trường từ 30 đến 40 vạn cây giống, 120 tấn cam vinh cam đường canh cho thu khoảng 5 tỷ đồng thực hiện chủ trương của tỉnh về việc chuyển đổi diện tích đất đồng trũng cây lúa không hiệu quả sang các mô hình trang trại cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2003, gia đình ông Nguyễn Hồng Thái, thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã mạnh dạn đầu tư trang trại chăn nuôi lợn, thương phẩm, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Gáp. Sau 15 năm gắn bó với mô hình nuôi lợn, theo chu trình khép kín hoàn toàn, từ lúc lợn sinh ta cho đến khi xuất chuồng, mỗi tháng mô hình đem lại doanh thu lên đến 2 tỷ đồng cho gia đình ông. Với quan điểm vừa đầu tư xây dựng vừa tìm tòi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm, hiện mô hình chăn nuôi lợn khép kín của gia đình ông Thái rộng 5.000 m2, gồm 6 dãy chuồng. Để đảm bảo cho lợn sinh trưởng phát triển tốt, các khu chuồng luôn được dọn rửa sạch sẽ thoáng mát. Mỗi ô chuồng còn được đánh số thứ tự, có bảng ghi chi tiết lịch ăn, tiêm phòng, theo dõi sát sao quá trình phát triển của vật nuôi. Bên cạnh việc coi trọng công tác tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn, xây dựng hệ thống bioga xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, gia đình ông Thái còn đầu tư hệ thống dây chuyền cho ăn bán tự động nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi và giúp người lao động bớt vất vả. Trong cái thời gian gần đây thì thực ra là ngành chăn nuôi đến giờ phút này là cũng làm ăn rất là tốt. Thì trong cái tốt thì thực ra nó có cái khó khăn thì cũng đề nghị các cấp các ngành tạo điều kiện giúp đỡ các cái trang trại ví dụ như ký được thêm dài hạn Thế là cái thứ nhất cái thứ hai thì tạo điều kiện cho cái giao thông vì chúng tôi là ở ngoài xa dân cư rất khó khăn về cái giao thông và cái điện cái thứ ba thì là cũng tạo điều kiện cho các trang trại là tiếp cận được một cái vốn làm sao giá nó rẻ và được thời gian nó lâu dài để có cái biện pháp đầu tư dài hơn Suốt hai năm qua, giá lợn thương phẩm xuống thấp kỷ lục. Tuy nhiên, gia đình ông vẫn kiên trì giữ vững đàn nuôi và tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động. Lương bình quân từ 6,5 đến 8 triệu đồng một người trên tháng. Trang trại đang duy trì ổn định 200 con lợn nái và 2.000 con lợn thịt. Trung bình mỗi tháng, ông xuất bán 300 con, sản lượng hơn 30.000 kg, doanh thu đem về 2 tỷ đồng. Trừ mọi chi phí, cũng cho gia đình ông bỏ túi 600 triệu đồng. Vốn có tư duy nhạy bén năng động lại thêm đức tính cần cù, ông tiếp tục cải tạo 10.000 10 mét vuông đào ao thả cá, mỗi năm cung cấp cho thị trường 7 tấn cá các loại. Để đảm bảo an toàn thực phẩm và ổn định đầu ra, ông luôn chú trọng chế độ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Đầu năm 2018, ông cũng đăng ký xây dựng thương hiệu và được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp mô hình nuôi lợn của ông Thái thực sự phát huy hiệu quả được địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây là động lực để ông tiếp tục mở rộng mô hình trong thời gian tới. Ở xã Giao An, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định, có một nông dân đi đầu trong phong trào nuôi ba ba. Đó là anh Mai Quốc Huy, tự mày mò tìm hiểu rồi mạnh dạn nuôi thả ngay trong vườn ao nhà mình. Trải qua nhiều khó khăn, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi ba ba, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, tăng thu nhập cho người nông dân. Với quy mô hơn 1 hecta ao nuôi chuyển đổi, anh Mai Quốc Huy ở xã Giao An, huyện Giao Thủy quyết định đầu tư mô hình nuôi ba ba. Trải qua khó khăn của những ngày đầu khởi nghiệp, đến nay anh Huy đã có 7 ao nuôi ba ba thương phẩm và ba ba giống. Mỗi năm, gia đình anh xuất bán trên 20 vạn con giống, góp phần đưa tổng thu nhập toàn mô hình của anh ước tính trên 5 tỷ đồng một năm. Thời gian đi làm công nhân ở trong miền Nam, thì tôi có tìm hiểu một số cái trang trại lớn ở trong đó thì người ta có nhập những cái dòng sản phẩm ba ba của Thái Lan về người ta nuôi rất là hiệu quả và thành công thì nhân những cái đợt mà đi xuống miền Tây làm việc thì tôi có liên hệ với một số cái trại giống lớn để nhập lại cái giống của người ta đầu tiên về để nuôi thử nghiệm khi mà thấy cái hiệu quả mà con ba ba giống đưa ở trong đó về nuôi thử nghiệm thì nó đem lại hiệu quả rất là cao thì lúc đó tôi quyết định về chuyển chuyển con giống về để chăn nuôi ở, ở trang trại của mình và cấp lại cho bà con và hướng dẫn bà con làm theo cái công nghệ của cái con ba ba mới không không còn nuôi như trước đây nữa. Sau thành công về nuôi ba ba thương phẩm của anh Huy, một số hộ lân cận ở xã Giao An cũng cải tạo ao nuôi và làm theo anh Huy. Được sự hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm nuôi ba ba, số hộ và quy mô nuôi ở xã Giao An ngày càng nhiều. Nhu cầu về con giống cũng tăng theo. Trước đây, các hộ phải đi các tỉnh xa mới mua được con giống về nuôi. Từ khi trang trại của anh Huy cho ra đời những con giống đầu tiên, bà con trong vùng có điều kiện mua con giống gần hơn và giá cả cũng phù hợp. Đến nay, gần 50% số hộ nuôi trồng thủy sản ở Giao An đã chuyển sang mô hình nuôi ba ba. Mô hình này hiện đã được nhân rộng ra các xã lân cận như Giao Long, Giao Thiện. Thành công của mô hình nuôi ba ba do anh Huy làm chủ đã mở ra hướng đi mới cho người nông dân vùng quê Giao An. Mong muốn của anh Huy cũng như bà con nơi đây đó là xây dựng được tổ hợp tác liên kết sản xuất phát triển và xây dựng thương hiệu cho con ba ba phát triển một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2018, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định là 2.638 tỷ đồng. Các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quản lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế ở các địa phương trong tỉnh đạt chỉ tiêu. Theo đó, tỉnh Nam Định được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá là một trong năm tỉnh tiêu biểu của cả nước, hoàn thành tốt công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, không thực hiện đúng cam kết đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ước tính hết năm 2018, tổng số nợ toàn tỉnh giảm còn 2,5% so với số phải thu theo kế hoạch giao. Công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Những tháng cuối năm, bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm y tế, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, mở rộng đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hành vi tiêu cực, gian lận trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh các tài pháp để thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các gia đình, tổng họ trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tham gia từ đó không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện. Toàn huyện Yên Khánh có 315 dòng họ thì có trên 89% đăng ký dòng họ học tập. Các dòng họ đều đã xây dựng được quỹ khuyến học và có nội dung quy ước khen thưởng để phong trào khuyến học khuyến tài đạt hiệu quả cao, từ năm học 2017 đến nay, huyện Yên Khánh đã xây dựng mô hình cộng đồng học tập cấp xã để tạo điều kiện cơ hội cho mọi người được học tập. Nhiều câu lạc bộ, thư viện, tủ sách, các nhà trường, các xã được xây dựng tạo nên sự lan tỏa sâu rộng, làm thay đổi đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện ngày càng cao, không còn tình trạng học sinh bỏ học, với sự quan tâm của mỗi gia đình dòng họ địa phương tới công tác khuyến học đã kịp thời phát hiện, vun bồi và nâng bước những tài năng góp phần đưa huyện Yên Khánh hoàn thành tiêu chí về giáo dục và đào tạo trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018 này. Trong những năm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định đã có những bước tiến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Vũ Bản hiện có 145 cán bộ quản lý và trên 1.400 giáo viên, trình độ chuẩn đào tạo đạt 99,5%, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đạt 76,8%. Toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã nối mạng Internet và bước đầu đã đạt kết quả cao trong việc tham khảo. Để kiểm tra, giáo án điện tử trên mạng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy. 100% các trường học có đủ phòng học cho học sinh. Tính đến hết năm học 2017-2018, toàn huyện Vũ Bản có 12 trường mầm non, 15 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 17 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Toàn ngành phân đấu trong năm học 2018-2019 có thêm 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 3 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cấp tiểu học có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cấp trung học cơ sở có 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và có thêm 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 7 trường trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động về công tác giáo dục sức khỏe cho cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh sinh viên trong nhà trường, thời gian qua công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học đang được ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó xây dựng trường học không có khói thuốc, đẩy lùi tác hại của thuốc lá ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng để giúp các em hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá ngay từ đầu năm học, các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã cho các em học nội quy và nghiêm cấm hút thuốc trong trường học. Ngoài ra, các trường cũng lồng ghép trong các giờ chào cờ, giờ ngoại khóa để nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe. Nhờ hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá được triển khai, đến nay các em đều hiểu tác hại của thuốc lá và trở thành tuyên truyền viên tích cực để phòng chống thuốc lá xâm nhập học đường cũng như ngoài cộng đồng. Đến nay, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng được mạng lưới phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc ở nơi công cộng. Nhiều trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên, tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong các môn học và những hoạt động giáo dục ngoài giờ. Những hoạt động này hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình trường học không khói thuốc, đảm bảo sức khỏe nâng cao chất lượng học tập và sự phát triển lành mạnh cho học sinh. Với sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục đào tạo cộng với ý thức chủ động phòng ngừa của các em học sinh sẽ góp phần xây dựng một môi trường học tập lành mạnh không khói thuốc, hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh về đức trí thể mỹ. Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, vốn là một xã thuần nông, nhưng sau khi nhiều lao động trẻ đi làm ăn xa, không giữ được mình, đã xa chân vào các tai tệ nạn xã hội. Nhận thấy tệ nạn ma túy có nguy cơ làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân, xã đã triển khai nhiều tài pháp để giảm thiểu số người nghiện ma túy. Xã đã thành lập đội công tác tình nguyện xã hội từ năm 2014 với 5 thành viên, đội đã cùng với công an xã tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến các hộ gia đình. Kết hợp với các ban ngành đoàn thể cảm hóa, giúp đỡ người mắc nghiện cai nghiện thành công và tái hòa nhập cộng đồng. Trong năm 2017, xã có 30 trường hợp nghiện ma túy thì đến nay chỉ còn 11 trường hợp. Trong số đó, đã có 7 người được đội đưa đi cai nghiện, còn lại số khác đã đi làm ăn xa, nhưng đội vẫn thường xuyên đến nhà vận động người thân để tác động tốt đến các đối tượng. Như trường hợp anh Nguyễn Văn Thăng, sau thời gian được xã đưa đi cai nghiện, giờ trở về địa phương đã được cho mượn đất để dựng trang trại chăn nuôi bò, ngan, gà, vịt với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng trên tháng. Mới đây tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tỉnh, tổ chức hội thi Phụ nữ hát Tân ca quan họ tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2018. Hội thi năm nay có sự góp mặt của 8 đội đã đạt giải nhất trong hội thi của các huyện thị thành phố với 95 thí sinh tham gia ở hai phần thi, trao hỏi và tài năng. Trong phần thi trao hỏi, các hội đã giới thiệu đến hội thi về thông tin đội bằng những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh mượt mà đầm thắm trữ tình. Không chỉ dừng lại ở đó, các đội còn hình thức sân khấu hóa, các tiết mục tham dự mang những thông điệp hay, ý nghĩa sâu sắc và đầy dí dòm, tuyên truyền về cách nhận biết lựa chọn thực phẩm an toàn, không sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh thực phẩm xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với các tiêu chí năm không ba sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm hướng tới mục tiêu Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn. Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các hội viên phụ nữ giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, dân ca quan họ Bắc Ninh. Nâng cao kỹ năng phương pháp vận động cán bộ hội viên phụ nữ và người dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình, cộng đồng, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiện lợi, giá cả phải chăng lại tiết kiệm được thời gian, nên thức ăn đường phố hiện rất phổ biến với người dân đô thị. Tuy nhiên đi kèm với sự tiện lợi đó, thì loại thức ăn này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Không khó để đi tìm một chỗ ăn uống nhanh và tiện ở thành phố Thái Bình, Thức ăn đường phố có ở khắp nơi, từ trong ngõ ngách đến các đường lớn, từ cổng trường học đến bến xe, chợ. Món ăn đa dạng, được bày bán với mức giá mà hầu như ai ai cũng có thể mua được. Chính vì vậy mà đa số người lao động và học sinh, sinh viên cũng dễ dàng lựa chọn thức ăn đường phố. Theo khuyến cáo của những nhà khoa học, thực phẩm đường phố rất dễ nhiễm khuẩn, trong đó có vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy, bệnh đường ruột và khuẩn gây tả. Do đó nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất cao. Người tiêu dùng cần tự ý thức bảo vệ mình trước những đồ ăn nhanh tại các hàng quán, nên chọn những quán đảm bảo an toàn thực phẩm để ăn uống. Với mục tiêu tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là duy trì nền nếp dọn tẹp vệ sinh môi trường thường tuyên vào các ngày mùng 7, 17 và 27 hàng tháng, tất cả các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam đã đồng loạt xa quân dọn tẹp vệ sinh môi trường xác định bảo vệ môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các tuyến đường điểm, huyện Kim Bảng còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 177 tổ thu gom rác thải, xây dựng được 29 bể trung truyền, bãi rác trôn lấp rác thải được xử lý bằng phân vi sinh, đảm bảo hợp vệ sinh. Bằng việc duy trì nề nếp việc dọn dẹp vệ sinh vào các ngày mùng 7, 17 và 27 hàng tháng, Diện mạo cảnh quan huyện Kim Bảng đã thay đổi đáng kể. Ủy ban nhân dân huyện đã phát động phong trào trồng hoa cây xanh trên các tuyến đường, các trụ sở ủy ban nhân dân xã, cơ quan xí nghiệp, trường học, nhà văn hóa thôn xóm. Đến nay toàn huyện đã trồng được trên 46.000 km đường hoa các loại, khiến những con đường ngõ xóm quen thuộc trở nên rực rỡ hơn nhờ sắc hoa. Hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định có khoảng 1.300 bể chứa thuốc bảo vệ thực vật đạt tiêu chuẩn và hơn 200 bể kích thước nhỏ không có lắp đẩy, chưa đáp ứng được nhu cầu thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trực có khoảng 1.300 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đạt tiêu chuẩn và hơn 200 bể có kích thước nhỏ, không có đáy, nắp đậy, chưa đáp ứng được yêu cầu thu gom an toàn. Số lượng lớn vỏ chứa hóa chất bảo vệ thực vật sau khi thu gom vào các bể chứa chưa có hướng xử lý, bảo đảm an toàn, thường được tập kết chung với rác thải sinh hoạt tại bãi chôn lớp của xã hoặc được xử lý bằng cách đốt hoặc tiêu hủy, làm phát sinh khí thải độc hại, hình thành các điểm ô nhiễm cục bộ. Để công tác thu gom xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Nam Trực nói riêng và các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung đạt hiệu quả cao, các ngành chức năng cần tiếp tục tuyên truyền phối hợp nâng cao chất lượng công tác thu gom xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật theo quy định về xử lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên trước mắt cần xây dựng hoàn thiện các bể thu gom đạt tiêu chuẩn tại những nơi sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật để hạn chế gây ô nhiễm môi trường xung quanh quý vị và các bạn thân mến tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự đồng bằng sông hồng của đài phát thanh truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt